Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Hội luật gia tỉnh phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân. Tại các buổi tuyên truyền, các đại biểu là đại diện Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng, các xã phường, chi hội luật gia, công chức tư pháp, thành viên tổ hòa giải tại các tổ dân phố, thôn, tại các địa phương đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật kinh doanh bảo hiểm 2022, luật phòng chống tham nhũng và một số nội dung có liên quan đến khiếu nại tố cáo. Tuyên truyền phòng chống, xóa bỏ các hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, truyền tải đến người dân một số chính sách, chế độ đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại các xã, thôn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, kết hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Thông qua hoạt động này, giúp cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, giúp người dân nắm rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác trợ giúp pháp lý, đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý khi phát sinh các nhu cầu để được hướng dẫn thực hiện tư vấn và trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.